Dạ, Đạo Duy Thanh hôm nay đến đây thì để chúc cho anh Sơn là khai trương cái chứng quán nghệ sĩ thành công tốt đẹp và luôn luôn là được tất cả quý vị đến ủng hộ đều đều hàng ngày, hàng đêm. Mà Đạo Thanh hiện giờ sức khỏe rất khiêm tốn quý vị, mới bị 2 ngày thôi. Thì thường cảm khang tiếng thì 10 ngày mới hết, mới bị cứ 2 ngày à. Cho nên là cái hơi thì rất là hạn chế. Mà dễ chừng nếu như có ho dễ chừng quý vị cũng thông cảm nha. Mà chạy hát đây là hát tình cảm. Dạ. Vậy nếu mà nhận show thì chắc xin phép là không dám hát. Dạ. Tại hát show mình hát đàng hoàng. Dạ. Chưa hát đổ mồ hôi đâu. Dạ. Đào Vũ Thanh xin kính chào và kính mọi người công danh sự nghiệp ăn nên làm ra phú quý ngàn đời, luôn luôn hoàn hảo tuyệt vời, để góp sức cho đời cuộc sống ấm no. Sẵn đây do có chương trình văn nghệ, anh mượn qua lớp một điều xuân tình, họ sự sang sẻ công bồng người mặc áo đỏ đờn giống cổ là đờn khi ta danh cầm tên là Văn Cường dễ thương, cảm ơn cảnh hoa của chị tặng cho mình, hôm nay rất là vinh hạnh được anh Vinh đờn hót danh rất tài tình, con văn áo đờn sến tuyệt vời. Hôm nay quý vị ơi, hãy vỗ tay lên, gặp gỡ nhau đây rất là hội ngộ. Cứ hát cứ ca quý vị ơi, đừng có ngần ngại các anh ơi, thương Đào Vũ Thanh thì đừng có đờn, hãy giữ đúng nhịp nhàng cho dễ hát dễ đàn. Giờ đây sân dứt lớp xuân tình, các anh trở dây đàn em hát giọng cổ tiếp theo bài hát. Mời nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên hãy bước lên sân ca. Mời chị, em lỡ giới thiệu chị rồi. Dạ. À, cái giọng của Thanh cũng khiêm tốn quá vậy. Ca nãy giờ lớp xuân tình thôi mà mốt không ho đó, cũng em lại đó, mồ hôi đổ quá trời quá đất luôn. Vui cả nhà. Bà con cô bác đây có thể thấy và hiểu được thì nhiều khi ở trên mạng á không hiểu nó sao Thanh nó ca như cho nó ho nó kỳ. Lên chị. Dạ. Không sao, em cố uống thuốc em ngăn cản cái cảm xúc em, mà chị yên tâm đi, không có lây chị đâu. Dạ. Lý Chim Quyên à chị ha. Lý Quyên hát hồi nếu ra hơi thì hát bài hơi dài. Ha anh hai. Dạ. Anh hai là anh là Lý Thái Sơn. Trong cái nghề hay kêu anh hai tại vì ảnh là sao anh hai anh. Chị dạ. Hai dạ em không dám gọi. Dạ. Chị hai. Nhiều chị người... hai của Đào Vũ Thanh. Dạ dạ. Dạ cảm ơn bầu ơi, nghe nói nè Chim Quyên quầy ăn trái quầy nhà yeah.
còn thương cây nhớ cõi cha người xa người đêm đời ngày mong chứ tụi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được gần. Tôi chỉ bằng xấu, bằng nghèo hay là
rồi con.